Rồi hello xin chào anh em chào mừng anh em quay trở lại với trong series ha đây là một channel mình chia sẻ những kiến thức ở trong thị trường crypto này để anh em có thể tham gia đầu tư và kiếm được tiền từ thị trường rồi trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng một công cụ có tên là Dune Analytics và website của công cụ này là dune xyz thì anh em truy cập vào đây thì nó sẽ ra một cái trang như thế này. À, thì đây là một công cụ rất là hay và hữu ích để cho anh em có thể làm market research, nghiên cứu thông tin về dự án Nói chung là anh em có thể tìm thấy rất là nhiều thông tin hay ho trên đây Thì trước khi mà đi vào chi tiết cách để sử dụng công cụ này á Thì bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì anh em nhớ là ấn nút đăng ký kênh Cũng như là tham gia vào channel ở trên uh, Telegram Mình sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin quan trọng ở trên uh, channel này Thì link channel ở dưới Telegram á, mình sẽ để ở phần mô tả của video Anh em uh, nhớ tham gia ha rồi ok, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu công cụ Thì uh, Tool Analytics, đây là một uh, công cụ được tạo ra bản chất á, là để cho những uh, developer ha, những người mà có một cái kiến thức về lập trình á Có thể chạy những cái query hay gọi cách khác là chạy những cái truy vấn để quét ra được những cái data mà họ mong muốn rồi từ đó À, thể hiện những cái data đó theo dạng là à, biểu đồ, theo dạng là bảng cột thông tin để có thể nhìn một cách là trực quan nhất và từ đó đưa ra được những cái nhận định đánh giá về một cái thông tin nào đó ở trong thị trường thì đó là cái sử dụng chung của Dune Analytics. thì với người dùng chúng ta thì chúng ta sẽ tìm thấy rất là nhiều những cái thông tin hữu ích ở trên đây. thì bây giờ mình và các bạn hãy cùng xem một số những cái thông tin nổi bật mà chúng ta có thể tìm thấy ở cái um, trang tool analytics này đầu tiên á, là những cái thông tin về dự án ha bây giờ mình ví dụ là mình có một cái cái boy mình gọi đây là một cái bảng ha thì cái bảng này của một uh, user có tên là không x by apple thì uh, anh này đã thể hiện ra cho chúng ta những cái thông tin về uh, cái lượng tiền mà được nạp vào trong dự án step n một cái dự án move to earn rất là nổi tiếng trong thời gian qua ha thì anh em thấy ví dụ như ở đây là cái cột mà số lượng tiền được nạp vô của những user mới thì chúng ta thấy là thông số hiện tại là vẫn đang tăng đều hoặc là à, số lượng tiền nạp vào mỗi ngày của à, từng cái user thì số liệu cũng đang tăng đều lên rồi dưới đây là có thể là thêm những cái thông số khác thì anh em thấy bản chất của cái bảng này chính là cho chúng ta thấy cái sự tăng trưởng về à, dự án step n này một số cái thông tin thì nếu như mà anh em xem cái bản này anh em thấy là vẫn chưa đủ thông tin đó, thì anh em có thể tìm một cái bản khác về dự án Step N này ví dụ như là mình là một người đang quan tâm tới cái con Step N con GMT này mình muốn tìm hiểu ha thì mình có thể lên Dun Analytics, mình search là Step N rồi mình chọn cái chữ là Dashboard thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta một loạt những cái uh, Dashboard được build bởi rất nhiều user khác nhau ở trên đây thì cái nãy mình mới cho anh em xem á đó, đó là cái này nè đó thì uh, anh em có thể xem một cái khác ví dụ như là uh, cái bản của user tên là nguyễn toàn này có thể là người việt nam nè ha thì mình nhắc vô anh em sẽ thấy là cái bản này nhìn có vẻ là trực quan và nhiều thông tin hơn so với cái bản hồi nãy ở đây là thông tin của dự án nè rồi dưới đây chúng ta cùng xem cái biểu đồ này nói về cái lượng son ha cái lượng token son được nạp vào cũng như là được uh, rút ra khỏi dự án màu xanh là được nạp vào, màu đỏ, màu cam này ha, màu tím là nạp vào, màu cam là được rút ra. Thì nhìn chung chúng ta sẽ thấy là cái lượng tiền, cái volume nạp vào rút ra trong dự án Step N vẫn đang tăng trưởng đều theo thời gian, chưa có dấu hiệu dừng lại. Thế ở đây chúng ta có thể đưa đến một cái kết luận là dòng tiền vào trong dự án vẫn còn nhiều và user vẫn đang tích cực nạp tiền vào trong đây hoặc là rút tiền ra. Nói chung là về cái hoạt động uh, volume giao dịch ở trong dự án này vẫn đang rất là tốt rồi bên đây thì chúng ta sẽ có số liệu về lượng GST nạp vào rút ra rồi ở đây là giá của GST tiếp theo thì chúng ta sẽ có là giá của đồng SOL vân vân rồi dưới đây là cái tỷ lệ về user của dự án đường màu tím là user mới đường màu cam là user đang active À, đường màu xám là cái tỷ lệ churn thì churn này tức là cái tỷ lệ mà người dùng họ không sử dụng nữa ha họ rời bỏ nền tảng rồi cái đường màu tím dưới đây là cái lượng mà return là người dùng quay lại đó thì anh em sẽ thấy là một cái boy như thế này ở trong dune analytics á, nó sẽ có thể có nhiều thông số khác nhau và những cái thông số này nó sẽ tùy thuộc vào cái người user hay ở trong đây người ta sẽ gọi là wizard là phù thủy ha tạo ra như thế nào để cho chúng ta xem một cách uh, trực quan ha rồi ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ xem được là top 100 cái ví nạp xôn vào trong step n nhiều nhất trong 30 ngày ở đây chúng ta thấy có một con cá voi nạp vào hơn 11.000 xôn vào trong uh, step n này, ha đó thì từ đây anh em có thể suy luận về uh, dự án cũng như là tìm thêm những cái thông tin quan trọng cho cái quyết định đầu tư của mình rồi tiếp theo thì mình sẽ demo một dự án khác Thì đây là một cái bản của dự án web 3 và làm về DAO ha Này không phải là web 3 mà là làm về DAO Có tên là Code DAO Thì anh em sẽ thấy là cái này nhìn rất là chi tiết nè Ví dụ như ở đây là chúng ta có giá tiền của đồng đồng khâu này trong những cái thời gian qua rồi ở đây chúng ta có thông tin về số lượng stacker số holder rồi khâu uh, và decode holder rồi ở đây chúng ta có cái biểu đồ đường về cái lượng staker với lại holder theo thời gian rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy là ở đây sẽ có là top những cái ví đang hold cái đồng coin này nhiều nhất thì cái thông tin này thì dĩ nhiên là chúng ta có thể tìm được ở trên etherscan hoặc là các cái nền tảng block explorer của từng một cái blockchain nhưng mà cái hay của cái tool này là nó sẽ thể hiện tất cả vào chung một cái dashboard để anh em xem và ở đây thì nó sẽ rất là trực quan ví dụ như là chúng ta sẽ có cái tên của cái ví nè ví dụ như ví này là ví bên nè ví này là ví uh, vesting token rồi ví này là ví thanh khoản trên uh, uniswap đó vân vân rồi bên đây thì chúng ta sẽ có um, những cái uh, biểu đồ dạng uh, dạng tròn ha thể hiện uh, cái mức bộ, độ phân bổ token của những holder trong uh, dự án nè ha rồi dưới đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những thông tin khác những cái ví nhận được airdrop Rồi à, lượng stacker uh, Vân vân, nói chung là à, Đây là một cái bo mà mình đánh giá là rất là nhiều Thông tin khác nhau, dành cho anh em nào đang muốn Research về cái đồng khâu này Đó, anh em thấy ha Rất là chi tiết đầy đủ luôn Quá trời nhiều thông tin Cho anh em vào anh em xem luôn Rồi, thì đó là cái thông tin uh, Cái ứng dụng đầu tiên, đó là chúng ta có thể dùng uh, Dune để đi phân tích dự án Anh em quan tâm dự án nào thì anh em có thể Lên đây anh em search để tìm ra được một cái bo mà phù hợp với mình trong dự án đó nếu mà có thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi tìm hiểu ha rồi cái thứ hai đó là về phân tích thị trường thì ở đây mình sẽ cho anh em xem một cái bảng mình tìm được thì cái bảng này nó nói về hoạt động của cộng đồng NFT ở trên thị trường cụ thể là bên mạng ETH thì ở đây chúng ta sẽ thấy là ví dụ như cái bảng này Nó sẽ thể hiện những cái NFT mà được gọi là được min ra nhiều nhất Thì khung thời gian chúng ta sẽ có thể chọn là trong 24 giờ hay một tuần Rồi 6 giờ này kia thì thường thường là mặc định là sẽ để là trong một ngày 24 giờ ha Ở đây ví dụ như chúng ta sẽ có uh, Most bought NFT tức là trong 24 giờ qua NFT nào đang được là FOMO mua nhiều nhất trong thị trường thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái địa chỉ contract của NFT đó nè anh em có thể kết hợp tool này với lại tool um, Etherscan bây giờ mình copy cái địa chỉ contract này nha sau đó thì mình dán sang đây thì anh em sẽ thấy đây là cái trang contract của uh, cái NFT có tên là Murakami Flower Seed mình nhắc vô thì đây là trang chính ha thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể truy cập vào trang chủ nè đó đây là trang chủ của cái NFT này Rồi chúng ta có thể chi cập vào cái trang OpenSea Để xem ở bên OpenSea Rồi à, Tiếp theo thì chúng ta sẽ có Một cái NFT khác Ví dụ như cái này đi Cái này thì ở đây nó không có tên Mình thử mình sợ trên đây coi Rồi sợ trên EtherScan Rồi ra cái con Moonbird này Thì đây là một con NFT đang rất là hot Trong thời gian qua ha Rồi nhấp vào Moonbird rồi thì chúng ta cũng có thể xem ở bên uh, OpenSea về cái hoạt động của NFT này. Đấy, thì anh em nào mà uh, chuyên về research thì chúng ta có thể xem cái bo này ha. Rồi, ở đây là những NFT mà được bán nhiều nhất ở trong 24 giờ qua. Rồi top holding, rồi rất nhiều ha. Rồi, ở đây là uh, rất là nhiều thông tin khác nhau. Đấy, thì anh em có thể vọt vạch, tha hồ mà research thông tin ha Thì mình hoàn toàn có thể là research thêm những cái bước sâu hơn Mình ví dụ như là hồi nãy là mình đã tìm ra được một cái NFT Có tên là Moonbird đang rất là hot trong thời gian qua Thì chúng ta có thể tìm thêm ở trên uh, Dune Mình tìm thử cái chữ là Moonbird đi Rồi, coi có một cái dashboard nào được build không Thì chúng ta có một cái board riêng, một cái bảng riêng được xây dựng ở hai ngày trước À, cho cái NFT Moonbird này thì mình nhấp vô anh em sẽ thấy là chúng ta có thể xem được những cái thông tin như là à, tổng cái volume trong 24 giờ qua là 8.480 ETH nè rồi trong một tuần rồi tổng volume cho tới thời điểm hiện tại là hơn 82.000 gần 83.000 E đó rồi chúng ta có thể coi hoạt động nè rồi hoặc là chúng ta có thể xem những cái ví nào đang hold cái NFT này nhiều nhất ví dụ như có một cái ví này hold 107 con moonbird này ha. Đó thì anh em có thể research sâu hơn nữa vào những cái thông tin này bằng Dune Analytics ha. Ok thì đó là phân tích về một cái thị trường ví dụ như là NFT. Sau này chúng ta sẽ có rất là nhiều những thị trường khác chúng ta có thể làm ha. Rồi, à, tiếp theo là mình sẽ có thể nắm bắt được cái xu hướng dòng tiền để đưa ra quyết định đầu tư bởi vì tool này nó có thể cho anh em xem những cái chỉ số on chain để anh em biết là dòng tiền đang phân bổ như thế nào đang được phân bổ vào dự án nào hoặc là dòng tiền đang được chuyển qua hệ sinh thái nào. Thì đây mình ví dụ như là mình search NEAR, anh em thấy là trong thời gian qua là NEAR là một nền tảng coi layer 1 hệ sinh thái rất được quan tâm và giá cũng performance rất là tốt. Thì chúng ta thấy là có một cái bo được xây dựng cho NEAR về cái Rainbow Bridge thì cái Rainbow Bridge này là một cái ứng dụng để giúp cho những người dùng ở bên mạng của ethereum họ có thể mang tiền sang bên nia thì anh em biết là ethereum là một cái mạng hệ sinh thái lớn nhất ở thị trường crypto hiện tại user rất là giàu, cá voi cá mập gì cũng đang tập trung rất lớn ở bên ethereum cho nên bất kỳ một hệ sinh thái nào nếu mà muốn hệ sinh thái mình thu hút được dòng tiền thì họ luôn phải cố gắng tìm cách thu hút dòng tiền từ bên ethereum và những hệ sinh thái khác qua nhưng mà cụ thể ưu tiên hàng đầu vẫn là ethereum thì anh em thấy là cái rainbow bridge này của nia được xây dựng ra để giúp cho user bên Ethereum có thể mang tiền sang nia và skin in a game thì uh, chúng ta sẽ kết hợp uh, cái biểu đồ này ha với lại cái thông tin về cái token nia thì anh em thấy uh, nia tăng trưởng rất là tốt trong khoảng là vài tháng qua khi mà thị trường đau trend, nhưng mà nia giá thì vẫn đang tăng trưởng là tốt ha thì các anh em để ý anh em sẽ thấy là trong tầm là bắt đầu từ tháng 11 cuối năm ngoái thì bắt đầu volume tiền chuyển từ bên Ethereum sang Nia bắt đầu nó tăng nè anh em thấy là mấy tháng trước mặc dù cái Rainbow Bridge nó đã tạo ra từ hồi tháng 5 năm 2021 rồi nhưng mà mãi tới tháng 11 chúng ta mới có cái sự đột biến về dòng tiền chuyển từ bên Ethereum qua rồi nó kéo dài cho tới thời điểm hiện tại luôn thì trong thời gian đó anh em thấy là giá của Nia vẫn phát triển rất là tốt tháng 11 là giá đang ở tầm mức ngay đây ha tầm là 7 đô thì anh em thấy là trong cái thời gian như vậy thì Nia đã có cái bước tăng trưởng lên mặc dù là vẫn có nhịp hồi nhưng mà hiện tại thì nó vẫn uh, tăng trưởng ít 2 so với lại cái thời điểm hồi tháng 11 và nếu như anh em có sử dụng công cụ uh, đua này anh em sẽ để ý thấy cái dòng tiền chuyển sang Nia thì mình cũng có thể có một cái suy luận đó là thường thường là dòng tiền thông minh đó, gọi là smart money khi mà họ chuyển vào một cái hệ sinh thái thì có thể là họ đã biết trước thông tin của hệ sinh thái đó rồi hoặc là họ chính là những người mà có thể là thúc đẩy bơm giá hệ sinh thái đó lên thì khi anh em thấy dòng tiền chuyển sang Nia anh em sẽ biết là có thể là sắp tới Nia sẽ tăng giá và nó có thể là một cái lợi thế để cho anh em bắt đầu mua hầu Nia theo cái thông tin như vậy thì đó là cái cách mà chúng ta có thể nắm bắt được xu hướng dòng tiền với cái công cụ này. OK, tới cái ứng dụng thứ tư mình thấy cũng rất là hay đó là về check cái lượng claim, drop thì ở trong thị trường anh em thấy là sẽ có rất là nhiều um, lần á là sẽ có những dự án bắt đầu drop cho holder uh, hoặc là drop gì đấy thì nếu như anh em quan tâm tới dự án đó anh em sẽ cần Check là dự án đó thì số người mà họ nhận airdrop drop họ đã clam chưa và chúng ta sẽ có thể canh được và chúng ta biết là thời điểm nào mình nên bắt đầu mua mình ví dụ như là ở đây anh em thấy là chẳng hạn như là đây là cái dashboard dành cho cái lượng ENS e được airdrop. Thì, uh, E drop thì trong ENS là một cái con nó rất là lâu rồi tầm vài tháng hơn rồi và số lượng mà đã clam là tầm hơn 77% uh, rồi mình ví dụ như một dự án nó vừa ra mắt và nó có một cái bảng như thế này ở trên đuôi anh em muốn vào anh em mua dự án đó nhưng mà à, những bạn mà không có biết chắc thì các bạn sẽ vào mua liền trong khi nếu mà chúng ta chắc chúng ta sẽ thấy là cái lượng mà clam airdrop chỉ mới là 10 phần trăm thôi có nghĩa là sao có nghĩa là hơn 90 phần số user à, họ vẫn chưa có nhận được cái airdrop này họ vẫn chưa đi clam chứng tỏ là vẫn còn một cái lực xả rất là tiềm tàng mà khi mà anh em mua thì rất dễ là anh em sẽ bị xả Ha, mình đi xả lên đầu đúng không Còn nếu như mình chắc được cái này thì mình cũng sẽ biết được là Ừ à, ví dụ như một dự án mà mình thấy là lượng clam đã tầm hơn 70 80 phần rồi thì tức là đa số tất cả các ví nào đang active á, họ đã đi clam hết rồi và anh em thấy trên đường giá là giá nó cũng đã giảm rất là mạnh rồi chứng tỏ là những người drop họ đã bán rất là nhiều rồi thì suy ra là chúng ta có thể bắt đầu chúng ta mua vô Ví dụ như vậy ha đây mình ví dụ mình search một cái con mà gần đây nhất là con F đi. Đây, anh em thấy là cũng có một cái bảng dành cho là F coin airdrop. Thì anh em thấy ha, giá của F coin lúc này là chắc chắn là sẽ không có chịu lực xả bởi những người được airdrop nữa. Lý do là bởi vì là họ đã claim 93,16% rồi. Có thể là họ clam rồi họ vẫn hô nhưng mà trong cái thời điểm mà airdrop ra mắt á và họ đã claim như thế này rồi và chúng ta thấy giá cũng đã giảm rất là nhiều rồi thì các bạn có thể mua vào và yên tâm hơn thì đó là một số cái thông tin uh, mà các bạn có thể nhận được khi mà các bạn uh, check cái này ha rồi cái cuối cùng là các bạn có thể follow theo những cái wizard tức là những người uh, tạo ra những cái uh, bản như thế này thì chúng ta chọn cái phần discover nè rồi ở đây anh em sẽ chọn cho mình cái phần là wizard thì hệ thống sẽ hiện ra cho chúng ta À, tất cả những người nào mà tạo ra rất là nhiều những cái bảng những cái bo à, thông tin hữu ích cho cộng đồng. Ví dụ như top 1 đang là một user có tên là Haga ETC. Chúng ta sẽ có một cái bo có tên là Dex Matrix nơi mà anh em có thể xem được hết tất cả những cái thông tin về hoạt động ở trên những cái sàn Dex hiện tại. Ví dụ như à, về cái volume thì Uniswap vẫn đang là top 1, thứ hai là Curve, thứ ba là Balancer thì thông tin này là hình như là ở bên uh, ethereum thôi đó là về thông số của những cái sàn dex ở bên ethereum tiếp theo chúng ta có một cái bảng về stablecoin là nơi anh em có thể check được uh, những cái thông tin về stablecoin như là uh, lượng stablecoin supply tỷ lệ đang chia ra như thế nào rồi uh, cái tốc độ tăng trưởng nè đó rồi rất nhiều thông tin khác nhau rồi ví dụ uh, bên rchain này đi thì là về OpenSea Mình xem được uh, Thông tin của OpenSea cái thứ nè ha Đó thì anh em có thể lên đây anh em xem những cái người wizard này Và đa số những người mà đang ở trên top đầu đó, thì họ đều build ra Được những cái uh, boy rất là hữu ích cho cộng đồng NFT sale Data Đấy, Ví dụ như là thông tin về lượng NFT được bán ở bên OpenC nè, rất là nhiều thông tin hay ha. Thì đó là cái cách mà anh em có thể follow theo wizard. Còn thêm một cái thông tin nữa cho anh em là nếu mà bạn nào muốn tạo tài khoản thì các bạn có thể chọn cái nút sign in này nè. Đó, rồi sau đó thì anh em sẽ đăng ký email rồi password thì chúng ta có thể có tài khoản trong đây. Thì nếu mà có tài khoản rồi thì các bạn có thể add được những cái bảng này vào trong cái mục favorite ha, mục ưa thích của chúng ta hoặc là bạn nào mà có kiến thức về code đó, thì các bạn có thể chạy được những cái query ha chạy những cái truy vấn để tự tạo ra những cái bản riêng cho mọi người ha còn nếu như bạn nào không cần những cái đó thì các bạn cũng không cần tài khoản và các bạn để như vậy các bạn vào xem là cũng được rồi rồi ok thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho anh em cách mà anh em có thể sử dụng cái công cụ dùng analytic này để phân tích thị trường. Đây là một công cụ rất là hay mà anh em không nên bỏ qua trong quá trình mình làm research nghiên cứu thông tin của các dự án ha. Rồi thì nếu anh em thấy video này có ích thì anh em nhớ là ấn nút like cũng như là đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nha và cũng nhớ là tham gia vào channel ở trên Telegram để cập nhật những thông tin quan trọng về thị trường ha. Rồi chào tạm biệt anh em nhé.